Chiều ngày 3 tháng 10, nhiều người dân và du khách tại trung tâm thương mại Siam Paragon tại thủ đô Bangkok, Thái Lan đã trải qua một phen kinh hoàng khi bất ngờ có một kẻ xả súng khiến nhiều người thương vong. Có mặt ở gần hiện trường, một nhân chứng là người Việt đã thuật lại khung cảnh đầy hỗn loạn khi vụ việc xảy ra. Vâng thưa quý vị, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 3 tháng 10 tại trung tâm mua sắm Siam Paragon, một trong những trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất Bangkok. Theo báo cáo ban đầu cho biết, có ít nhất 7 người thương vong, trong đó có một người thiệt mạng, 6 người khác bị thương. Cục điều tra Trung ương Thái Lan cho biết, một nghi phạm là thiếu niên sinh năm 2009 đã bị bắt khi đang ở trên tầng 3 của khách sạn Siam Kempinski. Nghi phạm khai rằng, do nghĩ ai đó sẽ tấn công mình nên đã rút khẩu súng lục Glock 9mm ra và bắn. Báo cáo ban đầu cho biết tiếng súng lần đầu tiên được nghe thấy từ một nhà vệ sinh ở tầng trệt. Đến thời điểm hiện tại, dù nghi phạm đã bị bắt giữ, nhưng người dân Bangkok cũng như du khách tại đây vẫn vô cùng hoang mang và lo lắng. Những tuyến đường xung quanh khu vực trung tâm thương mại Siam Paragon gần như tê liệt, dòng xe nối nhau xếp hàng dài trên đường. Anh Tâm Nguyễn, một người Việt đi du lịch Thái Lan cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang ở một trung tâm thương mại khác rất gần với Siam Paragon. Anh chia sẻ Lúc đó mưa to lắm, mình có nghe nhiều tiếng ồn, nhưng ở đây mọi người cũng quen với những âm thanh như thế của mấy nhóm fans đi xem idol Thái biểu diễn, nên cũng không để ý lắm. Để khi nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên y ngỏi, mình chạy ra xem và thấy rất nhiều người bên trong trung tâm thương mại Siam Paragon đang hốt hoảng chạy tán loạn ra ngoài dù trời mưa rất to. Tại khu vực gần nơi xảy ra sự việc, các lối đi đến trung tâm thương mại Siam Paragon đều tê liệt. Cùng với đó, các trung tâm thương mại lân cận cũng thưa thất khách do tâm lý lo sợ của người dân. Anh Tâm cho biết, đến giờ tâm lý của người Thái và các khách du lịch đều rất hoảng loạn. Gia đình người thân ở Việt Nam liên tục gọi hỏi thăm tình hình mình và bạn bè ở Thái. Sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Thái Lan đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ thị cảnh sát hoàng gia điều tra, theo dõi tình hình tại địa điểm này.